Hi, em xin chào tất cả các bác đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay em khám phá ngôi mộ, hai người mộ bị bốc trộm. Nhìn ngôi mộ đang người ta như thế bị bốc trộm. Hai bên cạnh trước mắt các bác hai ngôi mộ, đó, hai ngôi mộ bị bốc trộm. Đó, các bác nhìn nào, hai ngôi mộ bị bốc trộm. Đó, các bác nhìn nào. Chào mừng các bác, đó, các bác nhìn nhau. Bây giờ em sẽ tiến vào gần để quay cho các bác xem. Vì những người quá cố vẫn không yên những người trên mình bốc trộm. Không biết làm sao, nguyên dân làm sao họ lại bốc trộm các bác. Nhìn thấy tội lắm các bác. Hai ngôi mộ như thế này mà bị bốc trộm rồi các bác. Đó, ghê chưa các bác ơi. Đó, bây giờ em sẽ tiến vào gần để quay cho các bác xem. Ghê nó quá. Đó, tiến vào gần quay cho các bác xem. Đấy, trước mắt các bác ngôi mộ đang như thế này mà. Đó, ngôi mộ như thế này mà họ lại bốc trộm. Ghê nó các bác. Nhân tại sao? Rồi, em sẽ tiến vào gần quay cho các bác xem. Em sẽ đi vào gần cho các bác xem nhé. Đúng rồi, các bác ơi. Đó, nhà bên là trên tường bốc trộm này. Các bác nhìn xem tại sao họ lại bốc trộm cái này cả. Khổ lắm các bác. Họ bốc xong họ lại họ để ở đây dưới nước này bốc này. Quá ám này. À, một bộ bị ốc bên dưới này. Hai ngôi mộ như thế này mà họ bốc trộm khổ lắm các bác, tội các bác ơi. Vỡ đập này như thế này, vỡ đập cuộc để hai bộ dưới này đập bên chịu vỡ hết bên cùng tuyền này. Bên này này khổ các bác ơi. Tụng tuổi hết. Này các bác, mộ đang như thế này mà đập đi tội các bác. Đập nát hết rồi. Bên sau, nhà sau rồi các bác. Còn mấy trước. Đập hết rồi. Khổ lắm các bác. Rồi các bác thấy video của em hay, ủng hộ like đăng ký kênh cho em nhé. Rồi em xin chào tất cả các bác.